những thông tin thú vị trên thế giới mà có thể bạn chưa biết. Hãy cùng mình xem nhé! Ông Larry Zudman từng chơi ném boomerang và bị chính boomerang đó quay lại đập trúng đầu. Sau đó, ông nhanh trí đệ đơn kiện chính mình, được xử thắng kiện và phạt bản thân số tiền lên đó gần 7 tỷ đồng. Tất nhiên ông không phải tốn một xu nào vì đã có công ty bảo hiểm trả hộ. Đúng là làm giàu không khó mà. Trường Đại học Honam tại Hàn Quốc quyết định tặng AirPods Pro hoặc iPhone 12 cho tất cả sinh viên năm nhất, nhưng tiền học bao nhiêu thì nhà trường không nói. Mới đây, một đại dương mới có tên Nam Băng Dương hay Nam Đại Dương đã được chính thức công nhận là đại dương thứ 5 trên trái đất. Giờ thì bài hát quả địa cầu có 4 đại dương không còn đúng nữa rồi nhé. Quả địa cầu có 4 đại dương. Trên vùng biển rộng lớn của Caribe có một hòn đảo nhỏ của nước Pháp, được gọi là Martini. Hòn đảo này được cho là kỳ lạ vì có thể giúp con người tăng chiều cao. Kể từ năm 1948 đến nay, vóc dáng của những người sống trên đảo không ngừng tăng lên. Có người có thêm 3cm sau chuyến du lịch một tháng, 7cm khi ở 2 năm trên đảo. Đến nay, chưa có giải thích cho hiện tượng bất thường trên. Xem một bộ phim kinh dị có thể đốt cháy gần 200 calo trong vòng 90 phút do nhịp tim tăng lên trong quá trình xem. Có lẽ đây là một biện pháp giảm cân hiệu quả nhỉ? Thác nước cao nhất thế giới tên là Enzo nằm ở Venezuela và còn được biết đến với tên gọi thác nước của nơi sâu nhất với tổng chiều cao 979m. Cô bé Ca Sè Quét, 2 tuổi vừa trở thành thành viên của Mensa, cộng đồng những người có IQ cao nhất thế giới với chỉ số IQ là 146, mức thiên tài. Chiếc gương là người bạn chân thành nhất trên đời, khi ta khóc nó không bao giờ cười, nhưng thật sự nó cười khi ta khóc thì tôi nghĩ bạn nên chuyển nhà.